Chào anh chị, tối ngày hôm nay thì Bảo lại về một lô máy cắt sắt mini hợp kim nha. Mẫu này có thể bán rất là nhiều vì nó cắt được sắt lớn nha anh chị nha. Đó, 1-2 cắt cũng được, to to 4-8 cắt cũng được nha. Đó, mẫu này á thì hết hàng khá là lâu, thì tối ngày hôm nay nó lại về tiếp tục nha. Giá rẻ lắm. Đó, mình mua máy không á thì chỉ có 1.250.000. Thì đầu tiên nha, Bảo sẽ test thực tế lại nha, để cho nhiều anh chị cô chú chưa có xem video có thể xem thực tế nha. Rồi, Bảo sẽ cắt sắt lớn không nha. Đó, sắt này là vuông 24 nha. Rồi, mình cứ để vào cắt thoải mái nha. E tô, kẹp nhanh, nhẹ nhàng lắm nha. Đó, cắt khúc lớn lớn như này. Đó, nhẹ nhàng lắm. Đó. Trời ơi, nó ngọt. Ngọt quá anh chị à. Cắt ra không có một tí ba dớ nào sạch xanh xanh. Cái này đưa vào hàn á, bao đẹp nha. Đó, đi công trình cũng được nha. Đó, mình có thể cắt sắt nhỏ là cắt thôi về xài. Trời ơi. Rồi, Bảo cắt liên tục cho anh chị mình về. Lúc mua có thể về để mà test thực tế xem giống video Bảo review không nha. Đó, anh chị thấy là Bảo cắt 3-4 lát rồi nha. Đó, sắt 2-4 này. Rồi, tiếp tục. Trời ơi, lát nào ra lát đấy anh chị à. Ba dớ sạch cực kỳ. Rồi, sắt nhỏ quá, nâng lên sắt to luôn nha. Đó, lên thử 48. Sắt 48, vuông 48 nha. Rồi, e tô kẹp nhanh, đẩy vào. Như này nó cũng khá là dễ cắt nha. Rồi, cắt thực tế nha. Đó, cắt được sắt lớn à. Trời ơi, 48 mà đưa vào á, được có 3-4 giây là đứt ra rồi. Lưỡi đá chơi sao lại mẫu máy như này. Đó, sạch, đẹp, vuông góc nha. Đó, lưỡi hợp kim là anh chị phải nói á, độ chính xác nó cao lắm. Nó không có lạng như là lưỡi đá nha. Rồi, cắt tiếp nha. Đó, 48 nè. Đó, cái này á thì Bảo nghỉ 50 chưa được à, 48 là được nha. Trời ơi, có 3 giây là ra 1 phút à. Đó, làm công trình cắt sắt nhanh, chính xác, đưa vào hàn luôn, không cần. Đó, 3 giây là ra 1 phút, 3 giây là ra 1 phút. Đó. Tiếp tục nha. Đó, anh chị thấy tuyệt vời chưa? Lưỡi hợp kim này. Đó, cắt tiếp tục nha. Trời ơi, cắt cỡ này thì anh chị biết rồi, quá sướng nha. Rồi, Bảo thu gom này, chiến tích này. Đó, Bảo làm cả mấy ký sắt như này cho anh chị xem cho nó đã mắt. Rồi, tiếp tục. Bảo vào chương trình giới thiệu máy, mức giá đi kèm máy sẽ có những gì nha. Đó, mẫu đầu tiên này. Đó, lúc mà quý anh chị mua thì sẽ bao gồm những gì nha. Đầu tiên, thương hiệu này á là thương hiệu Bo 2 nhá. Đó, với model máy là 8180. Rồi, về phần công suất của máy nha. Máy thì xài á lưỡi 180mm, điện 220, 1200W, 50Hz, vòng tua thì sản phẩm này là 5000 vòng nhá. Đó, Hà Nội địa thôi. Nhà máy thì cũng là China nhưng mà siêu ngon, bảo hành 6 tháng nha. Rồi, lúc mua thì mình sẽ bao gồm á, nếu mà anh chị nào á thích mua giá mềm, mức giá 1.250.000 thì sẽ chưa bao gồm lưỡi hợp kim như này đâu. Nó chỉ có lưỡi đá như này. Đó, anh chị mình á có lưỡi đá nha, có thể mở ra được nè. Đó, lưỡi đá thì mình cũng có thể là cắt được 48 nha. Nhưng mà nhớ là Bảo nhân viên Bảo gia đế lại cho
chứ bình thường nó chỉ cắt được 36 thôi nha. Đó, nâng cấp đế một xíu, cắt được 48. Rồi bên trong nha, bên trong á là anh chị nhớ giúp Bảo có sẵn hai tán để sơ cua nha. Đó, tán bỏ đá này, một tán để mình gắn lưỡi gỗ, lưỡi cắt hợp kim vào, một khóa, một than zin sơ cua. Rồi tiếp tục chương trình thứ hai là nếu mà anh chị nào á mà thích lưỡi hợp kim chính hãng Senka thương hiệu Nhật như này thì mình mua thêm lưỡi này nhá. Đó, nếu mà mua kèm máy nè, 1.250.000, mua kèm máy lưỡi này chỉ có 350.000, tức là 1.600.000 là có lưỡi hợp kim. Đó, nếu mà mua lẻ nhá vẫn 460.000 một lưỡi như này. Đó, lưỡi hợp kim 1 tấc 8 nha, cắt đa năng, gỗ này, nhôm này, sắt này, kim loại vừa phải, inox thì mình đừng cắt nhiều nó hư á. Đó, rồi vòng tua của lưỡi này nó lên đến là 5.500 vòng, trong khi máy này có 5.000 vòng thì dư sức cắt thoải mái thợ thầy nè. Đó, nếu mà mua về cắt sắc 1 vuông 1, vuông 2, vuông 3 rất là nhanh nha. Đó, hàn dàn giáo cốt pha thoải mái, giá nó cũng bèo mà tốc độ cắt là anh chị cô chú mình biết rồi, nó nhanh quá trời, đưa vào 1-2 giây ra một khúc. Đó, đặc biệt là không có mài nhá, cắt xong đưa vào hàn đẹp cực kỳ. Đó, rồi tối ngày hôm nay về nhiều lắm. Đó, anh chị cô chú nào á mà mua thì mình tranh thủ mua. Rồi Bảo giới thiệu thêm nha, mẫu máy này á là cái phần mà khung đế nè, nó ngon hơn mẫu ACZ Bảo đã review cho anh chị mình rất là nhiều. Khung đế là sắt nha, sắt thép. Đó, không lo vỡ gì cả. Eto thì nó kẹp nhanh, thao tác nhanh cực kỳ. Rồi dài nữa chứ, Bảo đo thông số nha. Đó, nếu mà anh chị nào á mua thì cái phần mà đế này nó dài lên đến là 33. Rồi chiều cao máy nhá, để đây đo khung này, chiều cao tính từ máy lên đến tay cầm là 22. Rồi bán kính của lưỡi như này á thì nó là 1 tấc 85, và bề ngang, đó bề ngang là 18 nha. Rồi thương hiệu Bô 2 ở trên thân máy như này. Đó, mẫu này á là anh chị biết là nó nâng cấp cái phần mà ở sau này, thép này đẩy cao lên để cho anh chị mình cắt sắc lớn nha. Ngoài ra nó xài bằng chốt gài nhanh nha. Đó, đâu rồi, rồi như này, đẩy lên như này là xong. Đó, rồi thao tác không cần dây xích, nó cũng tiện đi làm công trình nha. Đó, tháo ra mở vào nhanh lắm. Rồi đẩy lên bưng đi. Rồi với một sản phẩm như này Bảo bán nhiều lắm. Đó, mình có thể là tranh thủ mình đặt mua một cây về xài công trình nha. Đó, máy thì mini, nhỏ nhắn này, xài công trình xách đi nó nhẹ cực kỳ à. Còn gia đình á, lâu lâu xài mua lưỡi hợp kim kèm theo. Đó, máy chưa lưỡi hợp kim là 1.250.000, nếu có lưỡi hợp kim là 1.600.000 tròn nha. Rồi 1.200W, máy dây đồng, bảo hành 6 tháng cho anh chị mình yên tâm. Rồi nếu mà anh chị nào á mà tới cửa hàn nhá, là Bảo cho test thực tế cắt sắt, gỗ, nhôm thoải mái, ưng ý lấy, Bảo ra lấy con mới cho anh chị mình đặt mua. Rồi bây giờ muốn mua máy hợp kim mini như này thì liên hệ ngay cho Bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình để được tư vấn kỹ hơn, vì mẫu máy này khá là hot, về hết, vừa mới về tiếp tục. Rồi bây giờ muốn xem những video bảo về máy như này thì mình đừng quên ủng hộ Bảo một like, một đăng ký kênh nha. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị tối ngày hôm nay về một lô máy cắt sắt hợp kim mini tại đây.